Các anh chị biết hiện tại thành phố Hồ Chí Minh chúng ta thì có hiện nay chúng ta có khoảng 18.000 phòng cho khách sạn từ 3 tới 5 sao. Và cái từ đây tới năm 2015 thì chúng ta sẽ có được khoảng 30.000 phòng và để cung cấp cái nguồn nhân lực cho cái dịch vụ ngành khách sạn nhà hàng thì chúng ta cần phải có cái đội ngũ nhân lực rất là cao, chuyên nghiệp. Và được thành lập trường quản lý khách sạn Việt Quốc chúng tôi thì thành lập từ năm 2005 đến nay. Chắc có lẽ cũng bằng với cái số độ tuổi của bên Ba thì chúng tôi đã đào tạo và cung ứng việc làm, giới thiệu việc làm cho khoảng độ 15.000 lao động chất lượng cao cho ngành du lịch thành phố Hồ Chí Minh trong thời gian vừa qua. Và nằm trong cái phát triển của công ty sắp tới thì chúng tôi sẽ mở rộng các cơ sở đào tạo ra hơn nữa ở các tỉnh thành. Thì không biết đâu là mốt mà có lẽ là liên kết một số các đối tác chiến lược như bên chỗ anh hiện đây. Có cảnh hiện nay thì kinh doanh cũng như việc làm trong cái ngành khách sạn nhà hàng cũng đang có nhiều cái cơ hội và thách thức. Vì vậy với học viên của VAC thì ban giám hiệu chúng tôi luôn tin tưởng và mong muốn các anh chị là cố gắng để học tập, trao dồi các kinh nghiệm, các kỹ năng quản lý. Thứ nhất là để lập nghiệp cho bản thân, khởi nghiệp, làm giàu cho gia đình và xã hội. Cùng với nhà trường chúng tôi phát triển các sự nghiệp giáo dục dạy nghề trong tương lai cũng như các lợi ích xã hội khác. Trước thêm năm mới trong không khí rộn ràng đón xuân, tôi thay mặt cho ban giám hiệu trường quản lý khách sạn Việt Quốc xin chúc đến các doanh nghiệp kinh doanh ngành khách sạn nhà hàng, các anh chị đồng nghiệp, toàn thể nhân viên và tập thể học viên của VAC một năm mới nhiều sức khỏe, an khang, thịnh vượng. Và nhân đây tôi cũng xin chúc cho ngành du lịch của thành phố Hồ Chí Minh nói riêng cũng như du lịch cả nước nói chung ngày càng phát triển.